trời sáng muốn xéo con chim luôn kìa. Em xin lỗi chị, xúc phạm chim chị quá. Chim ơi chim, chim chết chưa? Chừng cái tầm nói nhát nghe chim. Chắc mệt quá rồi mày làm gì vậy? Đúng không chim? À, trời ơi, đây là đơn chim của tôi, anh tôi xem đây cái nào vậy? Cái gì vậy? Gọi chúng tôi gọi sao? Là hội thanh niên chuyên cần. Cần cái gì? Cần là ta đốt. Đốt lửa đam mê bùng cháy. Ngại quá rồi bạn ơi.